Xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm đậu hũ trứng chiên nước mắm. Nếu quan tâm xin mời vào bếp cùng làm với mình nhé. Cảm ơn quý vị luôn quan tâm theo dõi kênh Trang Thanh Nguyễn HD của mình. Đây là một ít tỏi và hành tím mình đã băm nhuyễn. Hành lá và đầu hành mình sắc nhỏ. Và mình sử dụng thêm một ít ớt. Ớt này là ớt không cay. Và mình cũng cắt nhỏ ớt như thế này. Đầu tiên mình sẽ đi pha cái phần nước sốt. Mình cho nửa muỗng canh tương ớt vào trong chén. Mình cho một muỗng rưỡi nước mắm ngon vào chung với phần tương ớt này. Một muỗng cà phê bột nêm. Một muỗng canh đường. Hai muỗng canh nước. Mình khuấy thật đều là được. Chảo nóng mình cho một ít dầu ăn vào trong chảo. Cho 1/2 tỏi bằm vào. 1/2 hành tím băm nhỏ. 1/2 đầu hành. Toàn bộ ớt. Mình phi cho hành tỏi nó hơi vàng vàng là được. Mình cho toàn bộ cái chén nước sốt này vào. Mình cho 1/2 hành lá này vào. Cho nước sốt này ra chén. Mình sử dụng một cây đậu hũ trứng. Cắt mỏng phần đậu hũ này. Mình sử dụng 4 quả trứng gà và mình đập cái trứng này vào tô. Cuối cùng mình sẽ chừa lại cái lòng đỏ mình để riêng. Mình đánh đều tô trứng này là được. Mình cũng cho vào chảo một ít dầu ăn. Mình phi cho hành tỏi nó hơi vàng vàng là được. Khi tỏi nó hơi vàng thì mình sẽ cho phân nửa trứng này vào, chừa lại phân nửa. Mình cho phần trứng còn lại vào chảo. Mình cho lòng đỏ trứng vào chính giữa. Mình chiên trứng với lửa thật nhỏ để nó không bị khét. Trứng nó đã chín vàng, mình sẽ cho phần nước sốt vào.
và mình nấu nhỏ lửa. Mình để như vậy khoảng 1 phút cho nó ngấm cái gia vị vào trong trứng. Mình cho phần hành lá mà mình chừa lại khi nãy lên trên. Mình cho thêm một vài lát ớt để trang trí cho nó đẹp. Cho trứng ra đĩa rồi thêm một ít tiêu cho nó thơm. Anh chị em và các bạn làm được một món ăn thật là ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.